này bây giờ coi cái vấn đề mà lắm không? trời đúng không, anh tưới thuốc bệnh nó luôn chưa, Tưới rồi hết luôn. tưới luôn phải không? Ở giờ cái cây này bây giờ coi anh lấy thuốc bệnh anh phun trên lá luôn nha, phun là phun bỏ hổng phun gì ạ? Cũng thằng Totan với thằng siêu nấm nè. Đợt sau anh lấy cái thằng anh lấy cái thằng 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 chai MD á, cộng với cái gói siêu nấm á, anh niêu nấm bệnh đi, cộng với niêu nấm bệnh đi, anh xịt lại giùm em cử nữa nha, anh cho nó đứng cái vấn đề bị trái bì lá này nè. Trái bì lá này á là do nó bị gọi là cái pH đất của mình ở đây nó không ổn, nó xuống thấp quá, cây của mình bắt đầu nó mất sức cái sức đề kháng đi, từ đó bắt đầu nấm vi khuẩn nó tấn công vô làm cho cái vấn đề trái bìa lá, mà trái bìa lá này là nó lây nha, Nó lây nè, nó lây cái lây này đầu tiên là nó lây qua cái này, cái này nó lây lắm, cái này đầu tiên luôn nè. tại vì yêu cầu mà trên giường có một cây rồi á là cái bào tử nấm và vi khuẩn nó đi theo con đường gió, Gió nha. gió nó quạt qua quạt lại là nó bay qua những cái cây bên đây là nó bị hết toàn bộ, nó lây cực kỳ. Như trường hợp Giờ cây này là phun lại cái nữa nè, lây qua đến đây luôn nè, cây này nặng lắm rồi đó, thấy vậy chứ nặng á, nặng đó, trái bìa lá này là trường hợp này nặng lắm nè. Hả, cái nào, cái gì, cây đó nó hồi tối nó thức đêm á, đêm hả? hồi tối nó thức đêm á, giờ này nó ngủ anh, chắc chiều nay nó tỉnh lại à, không ra cây đó bốn trái của anh bà đó, cây chân đọc cái mương đó đọc nó ngã ngang nữa rồi đó, đỡ lại rồi. Ủa, cây này bị trái bìa lá nặng nữa nè anh ơi, cây này con ta mới cây vàng lá rồi, trái bìa lá trái bìa lá đó có bị phèn luôn hết không? nó gọi là nó một bị phèn mà kiểu hình thức là giống hệt như là cái pH đất nó đang đang tuột vậy đó, rồi thành ra bắt đầu cây của mình nó không có hụt không 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 có có sức đề kháng được, là bắt đầu từ đó bắt đầu nó tấn công vô nấm với vi khuẩn á. Trái này chắc bán cho tới chắc tôi chào tháng 3 luôn đó, tháng 3 tháng 4 đầu tháng 4 mới hết luôn á. Cho nước vô nữa anh, nhiều nhiều ra anh cứ thụt nước ra thụt nước vô hoài đi anh, rồi anh ở đó anh nói anh xỉu cả làm vườn mà đâu phải như cái gì đâu, lúa đâu mà cứ cho ra vô hoài, cái cây ăn trái mà anh làm như cây lúa vậy đâu được, mực nước là anh phải kìm nó hoài cho em, nó hư cái bộ rễ cái á, nó nông nước vô hư rễ cái xong rồi bắt đầu á là nó tắc nghẽn từ cái vấn đề của bộ rễ màng nữa, bộ rễ màng mà nó hư cái nữa thì coi rồi, xong rồi đó. Lá này nó chịu rồi nè, chịu ngang rồi nè, lá này đang không gì nó nghiêng đọt ngang rồi không bình thường à, cái này bình thường à, không bình thường à, bình thường à. Anh biết nó bị nó bị đâu trước không, bị trên đọt á, trên đọt á là nó bị đầu tiên nhất rồi quay ngang bắt đầu nó đi xuống dài 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 xuống, bởi vì ra thường thường á nắng lên á là anh phải coi đi khảo giác trên giường vậy nè, anh coi trên đọt á nó mà có hiện tượng mà nó hơi sụ đúng không là ảnh rồi đó, là bắt đầu mình tưới liền, nói chung là tưới thì mình yêu cầu mình tưới lại cái là đứng lại à, còn anh không tưới là nó mới bị. Thì lo mấy cây nặng trước đi rồi bắt đầu khoảng 4 ngày sau tứ lại cho nó ăn cử nữa nha anh, rồi lấy thằng amino á
amino xịt ở ngoài lá lại cho em, đặng cho nó bổ sung cái thằng thằng dinh dưỡng qua lá lại, tại vì giai đoạn này rễ nó không có hút được á. Cây trái đợt này nó bao mà cắt yếu quá. Em thấy như cái màu này vừa cắt trơn rồi nè. Cắt tay còn dạng như là cắt mà còn hơi sợ hay là sao mà cái vấn đề còn mình không biết. Nghĩa là lẽ là có khi nào mà như em nói không? Như hình thức là như mấy ổng là đăng ký dựa vậy đó. Ờ. Biết. Đó, ngày 2 tấn đúng 2 tấn vậy đó. Ờ đó, thấy chưa? Em nói gì gan không? Rồi bắt đầu mấy ổng cắt không có được hơn cái số lượng đó. Cái đúng tận tận vậy đó. Bởi vì cái vườn mít đúng ra đợt này là cắt gộ dữ lắm, gộ nhiều á, nó lên cái màu da xanh lè hết trơn. Chưa thúi màu hổm gầy đỡ lại chưa? Đỡ lại nha. Mới thịt hai bữa trước nữa còn làm ít chứ nên nó bệnh bệnh chín rồi đó. Dạ. Thì xịt chằng ăn chằng hoài vậy đó, đỡ lắm. Giờ này không thấy đâu, đứng ngọn á 12 giờ á. Thì nắng lên á, nắng gắt lên á là cây của mình bắt đầu nó hiện tượng mắc nước. Mắc nước rồi lá nó hiện tượng nó hư sụ nhẹ xuống là ảnh đó. Ông cắt bên vườn cũng bị nữa đó. Em nói anh giai đoạn này là hầu như là chuyện qua giờ là vườn nào cũng bị á, bị không ít nhiều thôi. Chứ còn mà điện em là hôm qua là bị là cây con nè, rồi cây bự nè, chẳng có luôn nè. Hết vườn đi được, xịt máy bay đi cho nó tiện. Thì nó mang nó xịt luôn. Ừ. Dạ. Là cái cho xịt máy bay đi. Máy bay của vườn luôn á. Ừ. Xịt tổng thể luôn. Quéo đột ngang rồi nè, không phải không nữa. Cái nào? Nghiêng đột nè, nhìn kỹ đột anh thấy nó hơi nghiêng rồi đó. Không, cây nào cũng có bậy. Cây này không có bị không? À, không phải không bị, không bị. Nhìn là nhìn trên đọt đi xuống nha em. Mấy ông này cắt hơi ấy rồi, hơi nương. Mấy ông cắt hơi nương tay rồi. Chứ đúng ra là cái vườn này cắt nhiều lắm rồi. Màu lên em thấy dữ hằng rồi đó. Đây nè. Trái này nè. Nè. Lên hết trơn rồi nè. Mà mấy ông này cắt sao không biết nè. Cái màu là em thấy nó lên rồi đó. À, nhìn cái trái này như trái này chưa cắt được nè. Cái trái này nè. Nó nhìn cái chân gai á. Chân gai nó hơi bóng. Trái này cắt được nè, như trái này chưa. Trái này nè nó đủ nè. Cái chân gai nè nó hơi sậm cái màu chân gai này nè. Rồi nó ửng luôn cái màu xanh lên á. Cái màu xanh này nè nó ửng ửng lên nè. Là bắt đầu đấy đó. Cắt đó. Bóng gì nè. Ừ. Giận bóng gì mới cắt. Như trái này chưa nè. Trái này chưa đâu. Có trái này nè, với trái này nè. Nó giận bóng nè. Đúng ra mấy ông cắt nhiều á. Bình thường nha. Mít Indo này thì nói chung cây này 7 trái nè. Phải không? Trái mang trái mà gì thì cũng là nó cũng bình thường thôi, có gì đâu. Mít Indo này nó đâu có gì đâu. Có mít Thái mà để kiểu này là nguy cơ đúng nha. Cây này chưa cắt được trái luôn, trời 7 trái chưa cắt được cái nào luôn đó. Nó cũng như cái này nó không được chuẩn, không như là nó cũng có 8% là được cái nè. Đợt sau cắt trái này nè. Nha, một trái này nè, với cái trái bên đó rồi đó. Trái bên đó lên rồi đó. Đó đó. Cái này cũng lên đó nè. Ờ. Cái này mà có cái nó bị hư rồi.
còn nhiều quá mà ông cắt hư hơi nhẹ tay. Thiếu màu nè. Như vậy. Nó nhát lại nhát thừa sợ là thường anh đó, hoặc là nó ra ngoài nó cắt, ví dụ như mà nó cắt ấy rồi nó bắt đầu nó cắt chỗ nào nè. Chú cháy nào già vậy? Mới lên bóng nhẹ à. Như trái này chuẩn bị cắt được nè. Trái này nè. Mới lên bóng nhẹ. Con già dữ lắm lên rồi. Chưa hôm nay con được mấy tấn rồi đó à. Nhiêu vậy? Mấy tấn rồi đó ổng á. Chắc là 700-800 rồi ba. 500 rồi ba. Ngon lành. Ổng 80 triệu ha. Ngon rồi. Ổng 600 trái rồi đó. Từ rồi. Làm sao mình làm cho nó cây trái nó ra bông gỗ nè.